Em thích nghe bài kiểu gì? Nhẹ nhàng, chill hay là vui? Em muốn nghe những bài có một tí gì có vẻ là thính thính ở trong đó. Thính thính á? Đúng không? À... vã. Em cũng vã lắm á. Rồi trời ơi, thế thì anh... trời anh nhìn thấy em vã anh cũng... đấy lắm. Xem nào. À. Cho anh nhờ tí được. Anh cảm ơn. Trời hôm nay đẹp quá nhỉ. Mình à? Mình. Cho anh ngồi nhỉ. Cười xinh quá. Đêm dài đêm với những giấc mộng ban chiều khi chợt nghe đến những khiến em mơ mộng. Em gì ơi, em đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại em nữa không. Và thế là những nhớ thương. Chết rồi. Anh to quá. Dạ không sao là... Vô. Em tên là gì? Em tên là Kim Cương. Kim Cương. Tên hay quá. Anh tên là Tài. Rất vui là làm quen với em. Em có phiền không nếu anh tập đàn ở đây một xíu? Anh biết. Anh biết đàn một tí. Dạ vâng, hỏi thế anh tập đàn nhá. Mặt trời kia quá đâu dù ngay dạo này anh hát nhiều quá này, hơi đau ô béo đấy. Nhìn đi nữa kìa. 12 seconds later. Mặt trời kia dù ở đâu, mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sao khi không có em, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên em. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhẹ, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng lo nhé có em như mặt trời dịu êm. Thì cứ thế, rồi thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mấy trời giang tay che mắt em như xa vời. Điều gì muốn đến, điều gì sẽ đến thôi. Anh luôn tin phía sau khi ngủ mê em sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu. Hết cà lăm rồi. Hả? Anh hết cà lăm rồi. À, có nghĩa là thật về em là anh bị cà lăm từ bé. Nhưng mà anh cứ uống nước và anh lại hết cả lăm. Nhưng mà cứ 10-15 phút sau anh lại bị. Nên là em không hiểu sao từ bẩm sinh ấy. Bác sĩ không chữa được cái bệnh này. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Thế là trong túi anh lúc nào cũng có nước. Em uống không? Dạ. Tụi em uống mà sợ lại cả lòng. Em đang ở đây làm gì đấy? Em đang ngồi chơi, đợi tí bạn em lại chúng mình đi ăn thôi. Em ở gần đây không? Em ở bên quận nhất. À? Hôm nay ra đây chơi chụp ảnh các thứ ở đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Anh thấy nhiều bạn trẻ ra đây chụp ảnh. Đây cứ ở đây nhìn nó kiểu đẹp, nó nhiều cây xanh. Mà em nhìn chắc còn đang đi học nhỉ? Em đang học năm nhất rồi. Năm nhất à? Ủa, năm nhất là 2K4 à? 2K3. À, 2K3. 2K3 là tuổi con nam. Con dê à? Quê anh nổi tiếng thịt dê đấy. Đấy là đâu? Anh ở Ninh Bình. Ninh Bình? Anh ở Bắc cơ. Em chưa được đi ra tới miền Trung. Anh ở Ninh Bình, anh mới vào đây được 2 năm. Trước anh học ở Hà Nội. Anh vào đây đi làm. Anh đi làm. Anh già rồi. Anh em đúng 10 tuổi. À, anh 93. 93. Ừ. Con trẻ mà. Nhìn mặt anh trẻ thôi chứ thực ra anh già rồi. Nhưng mà nói chung là nhìn mặt trẻ vẫn hơn là nhìn mặt trẻ. Tại nhìn anh chơi nhiều nên là trẻ đấy. Nhưng mà em người đây à? Em là người ở Vĩnh Long, miền Tây ạ. Vĩnh Long à? Vĩnh Long xa đây không nhỉ? Thường nếu mà em chạy xe máy về thì chắc tầm 3 tiếng. 3 tiếng? Em đi xe máy về luôn? Em đi xe máy về luôn à. Ồ, mệt đấy chứ. Còn em đang về đi phượt lắm. Đi phượt à? Em thích nghe đàn à? Rất. Em cũng muốn học. Muốn học á? Thế thì anh tiện đây anh đàn em nghe một bài nữa nhá. Nếu em thấy hay thì anh sẽ có thể dạy em. Nếu có thể thì mình hạnh. Em thích nghe bài kiểu gì? Nhẹ nhàng, chill hay là vui? Em muốn nghe những bài kiểu có một tí gì có thể là thính thính ở trong đó. Thính thính á? Đúng không? À... vã. Em cũng vã lắm á. Rồi rồi, thế thì anh... trời, anh nhìn thấy em vã anh cũng... đây lắm. Xem nào. Một bài này siêu thính luôn. Để dọn cho em. Chắc chắn em biết. Đấy. Hôm nay anh mặc một chiếc áo rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót em đã tặng. Đôi tay anh cầm một đóa hoa túc cầu, loại hoa khi xưa em thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Đây là đồi đúng không? Anh có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ anh em nhé, anh sẽ bước đến bên em đó. Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh say đủ lớn, để dù rời xa ta vẫn có nhau. Cương có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Đừng lặng im như thế, trả lời anh đi, đừng bắt anh phải mong chờ. Đừng lặng im như thế. Và anh phải mong chờ. Hay không? Hay. Cảm giác là sao cảm giác hôm nay anh hát hay cái nhỉ? Em cũng cảm thấy là bất ngờ với giọng hát của anh đấy. Thế á? Chắc là ngồi cạnh em anh hát hay hơn sao? Em đợi bạn lâu chưa? 50 phút rồi. Em tới lúc 10 giờ. Trời. Em lân la từ đầu kia qua tới đầu này đấy. May của anh đến nói chuyện với em đúng không? Đúng vậy. Không phải may cho anh chứ. Nhưng hôm nay gặp được em. Ôi nhưng mà nhìn mặt em bị dính gì ấy. Dính gì? Sắc đẹp đấy, sắc đẹp đấy. Chứ không hiểu sao ngồi cạnh em anh dẻo mỏ thế nhỉ. Em như em ở nhà em có đàn không? Ở nhà em có đàn, em có mua nhưng mà em chưa tập được. Chưa đánh được gì tí nào chưa? Chưa được. Thế à? Thế thì khi nào mà rảnh ấy thì Quận Nhất à? Cũng không xa lắm. Điều. Anh có một hội câu lạc bộ guitar ở trên đó. Thì hay kiểu là học kiểu chủ nhật ở trên nhà thờ Đức Bà ấy. Thì nếu mà em rảnh em có thể qua. Anh có thể kèm riêng cho em. Tất nhiên rồi, có nghĩa là có thể hẹn nhau ở trên đấy nhưng mà tất nhiên là anh sẽ không đi cùng hội đấy. Tức là bọn anh hay họp trên đấy ở quán cà phê rất là chill chill và ấy, thì lên đấy không gian yên tĩnh lắm. Thì để gần đấy cho gần quận 1. Nếu mà hôm nào rảnh thì có thể em có thể nhắn tin anh. Thì anh sẽ mang đàn qua dạy cho em. Ok không? Em mang đàn của em theo, anh mang đàn của anh theo, anh sẽ kèm 1-1 với em nha. Ôi 1-1 à? Thích cơ nhỉ? Anh lấy cassette rẻ đó. Anh trêu đấy. Em muốn nghe bài gì nữa không? Em muốn nghe một bài gì cụ thể không? Em... À này hay nghe bài gì không? Không, điều này em ít nghe bài gì. Ít ở nhà à? Kiểu em nghe nhiều quá nên nó bị loạn á. Nên là thế à? Em muốn nghe bài gì nó lạ lạ. Lạ lạ à? Ừ. Xem nào, xem có bài gì lạ lạ nào. Bất ngờ em nói chia tay. Dù lúc tôi đang yêu em đắm say. Và thế rồi em mất tâm hơi. Xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôn em mang cho tôi. Rồi nói em đang mong thương tôi. Để quái nào em không để tôi yên. Trái tim tôi nào phải cống hiến. Thật ra tôi nghe nói xa xăm. Bên ai em sống không vui. Nên em mới quay về thăm. Trời ơi thương em quá em ơi. Nên tôi mới mãi cô đơn. Và sống được trọn trăm năm. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn từng ngày trôi nằm ôm gối. Thế nhưng người gói nhớ hay người mất nhiều. Người là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau. Tôi cũng buồn ở trái tim. Có không giữ thì mất đường tin. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn từng ngày trôi nằm ôm gối. Đừng thế nhưng người có đâu hay người mất nhiều người là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau tôi cũng buồn ở trái tim. Không giữ thì mất đường tin. Có không giữ thì mất đường tin. Em sẽ cố gắng tập các bài này. Bài này hay nhỉ? Hay. Ôi Trung Nhân toàn bài hay luôn đấy. Đúng gu em, đúng gu em à? Tuyệt vời quá. Điện thoại bị làm sao nhỉ? Hình như chưa có Facebook em. Trên Facebook em rồi. Facebook em là gì đó? Facebook em là fan Kim Cương. Fan Kim Cương. Thể tên em anh dã man luôn đấy. Anh được nhầm với chị ca sĩ Cli nha. Anh biết rồi. Đây đúng không? Đúng rồi. Thế thứ hai nè. Ăn. Đúng rồi. Em ăn nhiều lắm. Dùng anh. Em làm nơi ăn lắm. Xinh ấy. Đây là ảo đấy hả? Anh ép ra nhá, anh là Mai Anh Tài. Dạ, vâng. Thì có gì anh sẽ ngồi hôm nào mà em rảnh cứ nhắn tin anh. Dạ. Thì anh sẽ lên quận 1, lên quán cà phê đấy. Rồi anh mang đàn theo, em mang đàn của em theo. Rồi anh dạy đàn cho em. Thế chắc tối nào em cũng phải nhắn tin, chiều nào em cũng phải nhắn tin anh nhỉ? Có sao đâu. Chiều nào em cũng rảnh. Thế à? Hay chờ nó đi luôn nhỉ? Nếu em rảnh thì chờ đi luôn. Em sẽ còn bạn đúng không? À. Thôi cứ ấy bạn đi đã, xong rồi hôm sau tính được. Dạ, nếu có gì hôm sau sẽ liên lạc ra nè. Ôi chết rồi. Ồ, anh hết cả lăm rồi này. Nãy giờ phải... Anh bảo anh uống nước rồi là hết cả lăm. Nhưng mà anh chưa uống ngụm nào nãy giờ, từng phải giờ cả lăm nhỉ. Em... Anh cứ trêu em thôi. Nhưng mà trêu em cười kiểu xinh ấy, anh không muốn trêu em. Thì anh ngồi chơi với em lúc nữa nhá. Dạ vâng. Khi nào bạn đến thì anh về. Không nào rảnh nhắn tin anh. Chắc là mai đấy. Mai à? Nhanh được. Thôi. Để anh mai anh xét lịch chiều rảnh. Em cũng thích thế, thích đàn, vẫn chưa đàn được. Thế thôi hôm nào học cho anh một khóa là kiểu gì cũng làm được. Sách cả đàn em thôi. Có gì anh chỉnh đàn giùm em. Ok. Kiểu sai dây mà không biết chỉnh đúng không? Đúng rồi, đàn không ra được. Có cái phần mềm chỉnh dễ lắm. Anh có cái này này, có cái này là gọi là... Cái này là mình phải tự gắn. Mua ở ngoài người ta sẽ... Người ta mang hai cửa hàng đàn, người ta đục, người ta gắn cho mình. Cái này là kiểu là đi cắm vào âm ly ấy, cắm vào loa lít á. Em không thấy. Chưa biết chỉnh. Thế nào mai anh chỉnh nào? Dạ vâng. Mai anh chị. Mai gặp nhau rồi.